Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Ngày hôm nay là ngày 20 tây tháng 8. Những ngày nắng nóng của Tokyo thì vẫn tiếp tục như kiểu không bao giờ ngừng lại. Mình thấy ra ngoài đường rất là nóng lắm. Và các cái tỉnh vùng của phía nam của Nhật Bản này thì thấy có vẻ là nhiều mưa, Fukuoka mưa rất là nhiều. Và là có nhiều kiểu bão ấy các thứ, cũng khá là căng thẳng, sợ phết đấy. Nhưng mà người Tokyo thì người ta có vẻ người ta không lo đến chuyện bão táp này lắm, và người ta lo đến cái chuyện là dịch Covid ở Nhật Bản càng ngày càng tăng lên rất là nhiều. Mấy ngày gần đây thì có vẻ như là những cái con số đã nói lên tất cả, ngày nào cũng gọi là phá kỷ lục về số bệnh nhân nhiễm Covid ngày càng tăng lên đó. Nhưng mà chung mấy cái chuyện đấy thì nó cũng không có gọi là chủ đề chính của ngày hôm nay đó. Tại vì nói chung cuộc sống ở Nhật Bản này vẫn đi lại bình thường lắm, mọi người vẫn ra ngoài đường sống cuộc sống rất là bình thường luôn ấy, khác hẳn với lại so với lại ở Việt Nam đó. Việt Nam thì mọi người chống dịch rất là chặt chẽ đúng không, không được ra ngoài đường. Bên Nhật này thì nói chung là dịch căng nhưng mà người dân thì nhở nhơ lắm đó. Thì chủ đề của ngày hôm nay mình muốn nói là gì nhỉ? Tình và tiền rồi, nghe đấy là gấu nhỉ. Đó, thì chủ đề này liên quan rất là nhiều đến lại người Việt Nam mình, cho nên là mình sẽ chia sẻ cho mọi người nghe cũng ngay trong tuần này thôi. Thì vào hôm thứ tư, thứ năm mới đúng nhỉ, thứ năm thì mình nhận được tin, còn tối thứ tư là chuyện nó xảy ra đó, tận hai tin tức cùng trong vòng một ngày luôn đó, cực kỳ hot liên quan tình và tiền. Thì giờ mình sẽ nói đến chủ đề về tiền trước đi. Đó, thì một thanh niên người Nhật Bản 21 tuổi, anh này tên là Watanabe, cái tên là thấy rõ là Nhật Bản rồi đúng không? Đó, tự xưng mình là người Việt Nam, xông vào trong một cửa hàng konbini, cửa hàng tiện lợi đó, rút dao ra cướp tiền ở trong cửa hàng đó. Đó, anh này thì đây không phải là lần thứ nhất, rất là nhiều lần về trước nữa, đó, từ hồi tháng 5 cơ. Và cái đặc biệt của anh này là khi anh ấy vào cửa hàng, anh hô rất to: "Tao là người Việt Nam đây, đưa tiền đây!" Rồi ơi, cầm dao ra đe dọa quản lý và nhân viên cửa hàng đó. Thấy cũng có vẻ ghê gớm phết nhở. Người Việt Nam mình ở bên Nhật Bản này có vẻ uy tín phết nhở. Đó, hô lên là người Việt Nam thôi là không khéo là cướp được tiền rồi đấy. Thì từ trước đến giờ anh này anh cũng cướp được mấy vụ, không phải là một vụ đâu. Tổng số tiền mà mình đọc trên báo, con số này có thể không chính xác, nhưng mà nó cũng lên tới tầm 86 man, 86 lá gì đấy, cũng nói chung là cũng khoảng tầm bao nhiêu nhỉ, 170 triệu thì mình tính nhầm trong đầu, 170 triệu đấy, khoảng tầm cỡ như thế. Nhiều phết đúng không mọi người? Đó. Tuy nhiên là con số này ở Nhật Bản ấy khá ít, nhưng mà Việt Nam mình ấy thì chắc là cũng có thể là lập sự nghiệp lên được rồi đó. Rồi. Thì điều đặc biệt ở đây là khi mà anh ấy vào, anh lại hô là "Tao là người Việt Nam." Đó, mình thì thấy công nhận là đúng là, mọi người có thể thấy không, người Việt Nam mình ở Nhật Bản nó phải coi là thật sự ấy là đang là nỗi khiếp sợ cho người Nhật Bản chăng hay sao mà ông ấy vào trong tiệm konbini mà ông lại hô lên "Tao là người Việt Nam đây" đấy, ông cướp được tiền. Có lần nếu không cướp được, nhưng mà có lần ông lại cướp được. Đó là cái vấn đề mà mình nghe xong cái chuyện này thì cũng bất ngờ nhở, hay nhở. Thế nào người Việt Nam mình ở Nhật Bản bây giờ là có tiếng rồi chăng? Rất là nổi tiếng về rất là nhiều vụ, vậy là chưa bao giờ xảy ra thì người Việt Nam mình tạo ra rất là nhiều vụ rất uy tín ở Nhật Bản này rồi đấy. Nói kiểu vui vui thì như thế, vui thì là như thế, nhưng mà nhiều người Việt Nam mình nghe được không được vui cho lắm. Ôi ôi, không hiểu hôm nay ông vào ông ấy, mình đọc comment ở phía dưới mọi người để ghi vào, ôi ông này ông bị hâm hay sao ấy. Vào trong mà nếu mà người Việt Nam thật mà tự dưng lại hô là "Ta là người Việt Nam" thế nào là tự dưng gọi là như kiểu là "Lấy ông tôi ở bụi này, tôi là người Việt Nam", ông bắt người Việt Nam đi, người Việt Nam thì ít mà, người Nhật thì mình khó tìm chứ người Việt Nam thì cũng ở bên Nhật Bản này cũng có được mấy trăm nghìn đâu đó, có khi mấy chục nghìn thôi chứ nhở. Đó, thế nên là còn dịch dập nên về bớt đi nữa, mà bên Việt Nam mình cũng không sang được, Việt Nam cũng chẳng phải là nhiều, mà ông ấy lại hô là "Tao là người Việt Nam". Nhưng mà có thể định thấy ở đây, nếu mà ông này ông không nghĩ đến cái trường hợp là người Việt Nam mình đúng không, ông ấy là người Nhật mà ông hô người Việt Nam, ông đổ tội cho người Việt Nam đấy, cảnh sát nó sẽ đi theo cái hướng là hung thủ có thể là người Việt Nam, cứ đi tìm người Việt Nam đó, mà mãi lại cuối cùng ông này là người Nhật thật mà lại không tìm ra được danh tính của ông này, tại ông là người Nhật. Ông cứ tìm những người Việt Nam, ông cảnh sát ở Nhật Bản này rất là máy móc, tìm mà coi như chỉ tìm những tên tội phạm nào là người Việt Nam, không tìm ông nào là người Nhật.
Đó, cho nên là chắc là nó sẽ nghĩ là theo trường hợp đấy nó sẽ thoát. Đó, hoặc là ngày nó cũng kiểu nó nghĩ ăn may trong đầu thôi. Bảo sao mà từ hồi tháng 5 đến bây giờ là tháng 8 mới bị bắt. Đó, nên là một cái gì đó mình thấy cũng gọi là Nhật Bản dị mà. Ông này có 21 tuổi thôi, tuổi trẻ thường là dại dột. Đó, mà trong đời thì tiền công nhận nó cũng quan trọng thật. Nhưng mà cái câu chuyện thứ hai mình ở đây kể mọi người ấy, về câu chuyện về gì? Về tình ý, nó cũng rất là hay ho trong tuần vừa qua. Đó thì trong cũng buổi đêm hôm thứ tư hôm đấy có một cái vụ gọi là vụ chém nhau vì tình. Và vụ này thì là liên quan đến người Việt Nam. Đây là tình câu chuyện tình tay ba, mà có thể nó là câu chuyện tình tay bốn hoặc là nhiều tay, mình cũng chưa thể nào biết chắc được. Đó, giữa hai ông và một cô. Đó, một ông thì trên mạng xã hội người ta ghi là một ông chết, một ông đi tù, còn cô kia đi vào đi gọi là đi theo kẻ khác. Đó, rất là nhiều người nói luôn, nhiều nguồn tin, cho nên là mình cũng không thể chắc chắn được là cái liệu cái cô này, cô này 26 tuổi thì sao, mình đoán đấy. Trên báo có thể ghi 26 tuổi, chưa có cái báo nào chính thống là ghi đó, 26 tuổi ở Việt Nam đã có chồng và một con, sang bên này hai ông này chung trẻ tuổi hơn, trẻ tuổi hơn cô này luôn. Thế mà cô này cô tán được hai người này. Đó, dã man chưa? Tán được luôn, bắt cá hai tay luôn. Cô gái vàng trong làng bắt cá, tán được hai ông này. Đấy, cũng cá kiếm được phết nhờ. Đó, nên là hai anh này mới xảy ra gọi là mâu thuẫn, xích mích. Và một anh thì đã phải hy sinh. Cuộc sống mà, cuộc sống mà. Đó, không thể nào, mình không thể nào gọi là tránh được những cái chuyện tình tay ba như thế này được. Nhưng mà tuổi trẻ công nhận là quá là dại dột đi. Tại sao lại có người có thể là vì một cô gái mà chết được như thế nhở? Cũng thực sự rất là đáng tiếc luôn ấy. Người Việt Nam mình ở bên Nhật Bản này, những số người mà bị chết, bị thiệt mạng đấy, bị tử vong nó nhiều dã man trong dạo gần đây. Có người thì tử vong vì lao động nhiều quá, mệt quá, kiệt sức quá, đột quỵ chết. Có người thì đi làm tai nạn chết, có người thì rơi xuống dưới sông do mọi người bị đạp, bị kẻ khác hành hung chết. Bây giờ thì có thêm một vụ nữa, vụ này chết vì tiền. Đó, mà mình nghĩ là ở Việt Nam mình cái vụ này là chắc từ Việt Nam mình đánh ghen, ở Việt Nam mình thì quá là nhiều rồi. Sang bên Nhật Bản này thì cũng vẫn là một thể loại đánh ghen thôi, nhưng mà thay vì là ở Việt Nam mình đánh ghen có thể livestream trên mạng xã hội này, Nhật Bản không như thế. Đó, Nhật Bản là phải dùng dao ra để giải quyết. Mình nghe đâu ở trên mọi người có viết ở trên cộng đồng mạng là hai này dùng dao ra đâm nhau. Nhưng mà mình nghĩ thì hai mà dùng dao đâm nhau thì giống như kiểu hồi ngày xưa mấy cái ông hiệp sĩ này, hay là mấy cái ông cao bồi này, hay là kiểu gọi là quý ông ngày xưa mà chết vì gái ấy, mang súng ra đấu súng. Đó, hai này thì bờ không dùng súng mà dùng dao ra đấu dao. Đấy, ngày xưa thì những cái ông mà gọi là quý tộc mà ông đấy thì chắc là cũng vì một cái cô gái nào nó không diện là đẹp quá, tuyệt sắc, mỹ nhân đấy, hay là một cô gái nào tầm cỡ phải hoa hậu lên thì người ta mới có thể bỏ đi tính mạng của mình để người ta hy sinh chơi súng luôn cơ mà. Đấy, chơi súng là chết chắc luôn đấy, để người ta có thể bắn ra được những cái phát đạn như thế. Còn lần này thì cũng là vì một cô gái 26 tuổi, nghe đầu đâu là cũng đã có chồng và một con. Và còn có cái sức mạnh như thế nữa thì công nhận là ghê gớm thật. Nếu mà người ở trong cuộc ấy, khi nào mà người ta bị phát hiện ra là mình bị phạt bội như thế thì công nhận là cũng cay cú chứ, cay cú nhiều chứ. Đó, nhiều người bảo là thôi tôi bỏ đi thôi. Đó, nhưng mà có thể là một ông bỏ nhưng ông kia không muốn bỏ. Đó, ông kia là tôi phải trả thù vụ này bằng được. Một ông thì thôi tôi cũng chạy, ông kia không cho chạy, ông kia lao ra, ông kia đòi phải giải quyết bằng được. Đó, mình thấy cũng nói chung là cũng rất là đáng sợ sau cái vụ việc như thế này. Còn rất là nhiều chuyện để nói, nhiều chuyện để nghiên cứu, nhưng mà hy sinh vì gái là một cái chết rất là tê tái. Đó, ông kia thì ông đi tù thì coi như là cũng không chưa phải là chết, mà đây gọi là chết dở. Một cái điều gì đó cũng rất là đáng sợ. Mặc dù là cái câu chuyện đấy là không liên quan gì đến người Việt Nam nhé, nhưng mà ông ấy lôi uy tín của người Việt Nam ra như thế này là cũng là đáng sợ rồi đấy.
Tại sao mà một ông ấy lại không lôi ra là tao là người Thái, tao là người Campuchia, tao là người Trung Quốc đấy, hay là tao là người Mỹ, hay là Mỹ đen đó, mà ông ấy lại phải lôi là người Việt Nam ra. Một câu chuyện mà khiến cho người Việt Nam mặc dù không liên quan nhưng cũng phải suy ngẫm lại. Nhật Bản trong tuần qua thì ngoài những cái chuyện mà về Covid thì mình quan trọng nhất thì vẫn là về Covid thôi. Cái ngày mà Nhật Bản để quay trở lại cuộc sống bình thường thì dường như nó vẫn còn rất là còn xa vời. Mà cũng chính có thể là vì dịch bệnh như thế này, mọi thứ nó đều không được bình thường cho lắm, cho nên là có những cái chuyện, nhiều chuyện rất là bất bình thường xảy ra. Mà những cái người mà dựng như tên trộm đấy thì cũng là một trong những cái gọi là loại bất hảo của xã hội ở Nhật Bản này, cũng không ăn công ăn việc làm, mà cho nên là bây giờ tôi đói quá, tôi không có cái việc gì làm thì tôi đành phải làm cái chuyện như thế thôi. Tôi còn lập nghiệp mà, đó, sự nghiệp còn phía trước, giờ đang cần tiền thì thôi coi như là đi mượn tạm tí, nhưng mà rất tiếc là mọi việc thì không cho lọt được. Còn trong cái vụ việc chết vì tình kia thì công nhận là quá là coi như là dại dột luôn. Có thể là chết vì cái gì đó khác, nó bớt gọi là lãng xẹt đi như thế được không nhở? Có những cái người mà chỉ vì mình nghĩ là có thể mọi người nhịn đi được một tí, mỗi lúc nhịn đi một tí, hy sinh vì một cái gì nó quan trọng hơn, vì một cái lợi ích gì đó xã hội nó có ích hơn, sẽ tốt hơn là những cái việc mà chỉ vì tình cảm như này không thôi. Còn rất là nhiều những cái ở phía trước ấy. Đó, đôi khi là con người vì sự nóng giận, giận dỗi quá mà lu mờ đi cái lý trí của mình đó. Nhiều khi mình cũng gặp ra những cái chuyện rất là nóng giận, bực mình như thế, nhưng mà ôi, nói chung là một điều nhịn là chín điều lành. Lần trước mình cũng gặp thằng mấy đến thằng Nhật nó rất là kiểu kiểu thế, mình cũng nóng tính lắm, đấm nó vài phát, nhưng mà thôi, nghĩ là một điều nhịn chín điều lành. Hy vọng là sau này mình không gặp phải những cái thằng như thế nữa. Thì đấy, mình chỉ hy vọng như thế thôi, chứ bây giờ ra ngoài đường cũng khá là sợ sệt. Đó là lý do lần sau mà dạo này mình đi ra quay phim ở ngoài đường, mỗi lần mình đi quay mình luôn luôn rủ theo một cái ông nào đó to con ông đi bên cạnh mình ấy, cốt là để cho cái bản thân mình nó yên tâm đi một tí đó. Mà nhiều khi là có bên cạnh rồi mà vẫn còn bị gây gổ ấy chứ mọi người ạ. Thì có một cái bài học mà rút ra trong lần này, mình nghĩ về cuộc sống đi đó, về tình yêu, có thể về tình yêu này mọi người nên làm cái gì đó, chắc là nên chung thủy. Tại vì có thể là sau cái vụ này mọi người có thể là trong vòng 1-2-3 tháng gần đây, hay là có thể trong 1 năm này không ai dám tình tay ba nữa. Vì tình tay ba mà cứ kiểu như thế này chắc là sẽ lại ai đó phải nằm xuống hy sinh như thế này, thì cũng thật sự rất là dã man. Cô gái nào mà đang có ý định tình tay ba như này, có thể là vì cái vụ như thế này mà không dám làm nữa. Đấy, còn vì cái ông nào đó mà muốn gạ gẫm trong một cái cuộc tình nào đó đấy, gọi là đánh đồn cố địch, thì ông ấy có thể nghĩ là thôi, tốt nhất là ta đi tìm một cái gọi là vườn không nhà trống nào, ta đánh đồn cố địch như này, chẳng may có chuyện gì đó xảy ra thì cũng rất là nguy hiểm. Đó là một cái trong những cái bài học mà mình nghĩ trong lần này. Bài học đây chắc cũng là một bài học lớn nhất. Bài học thứ hai có thể là đối với chắc là người Nhật ấy, đấy, không được bàn gì người Việt Nam, nhưng người Nhật thì hồi hô nào hô nước khác thì hô Việt Nam không ăn thua đâu, cũng chậm vẫn bị bắt thôi. Đó, có thể lần sau hô thử ở Trung Quốc hay là hô thử ở Mỹ đấy, mấy cái nước tay to ấy, hay là Nga ngố nữa đó, nhưng mấy cái nước tay to đấy thì còn có thể thoát, chứ Việt Nam bé tí xíu ấy à, hô không ăn thua đâu. Đó, cái gì nói mình nói này chắc là cũng chỉ gọi là vui vui cho mọi người biết được cái tình hình ở bên Nhật Bản nó như thế này thôi. Đó, thì đó là những cái gì mà mình muốn truyền tải trong cái vlog lần này. Hy vọng là mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ khi mà nhận những cái tin tức không vui này cho lắm ở Nhật Bản. Một lần nữa, mình là Đức Mai. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Thank you.